Qua quá trình học tập và nghiên cứu tại trường học Lincoln, tôi cảm thấy rằng trường học Lincoln có cơ sở chất cũng như là cái học tập rất là tốt, môi trường sống ở đây cũng rất là tốt. Chính vì vậy mà tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn nếu như các bạn có ý định du học tại New Zealand cũng như là cụ thể là trường học Lincoln. Lần tới nếu như tôi trở về Việt Nam, tôi sẽ giới thiệu về trường đại học Lincoln tới với bố mẹ, tới các bạn và tới phụ huynh của các bạn tôi. Trận động đất vừa qua kéo theo một số dư chấn ở thành phố Christchurch ảnh hưởng phần nào đến tâm lý của tôi. Tuy nhiên do cái vị trí trường học Lincoln từ nơi xa với tâm chấn, chính vậy là trường học Lincoln cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Bản thân tôi thì không ảnh hưởng gì nhiều đến cái việc học tập như là cái quá trình sinh hoạt của tôi ở bên trường. Và tôi cảm thấy rất là an toàn như là ở trường Lincoln. Nếu các bạn mà có ý định là tiếp tục là ý định là du học tại New Zealand, có thể là trường học Lincoln, thì các bạn cứ tiếp tục cái ý định và tiếp tục. Chào các bạn. Có thể nói động đất ở New Zealand không ảnh hưởng gì đến cuộc sống và công việc của tôi tại New Zealand. Năm trước tháng 9 ở Việt Nam đưa tin New Zealand có một trận động đất lớn, nhưng bố mẹ tôi không muốn tôi tiếp tục học ở đại học Lincoln. Nhưng sau đó tôi liên hệ với một người bạn đã học ở đây trước. Bạn tôi nói mọi thứ ở Lincoln đều ổn, không có gì phải lo lắng, và tôi quyết định đến trường đại học Lincoln. Và tôi phát hiện và tôi cảm nhận rằng mọi thứ ở đại học Lincoln ổn. Bạn có thể làm tất cả mọi thứ bạn thích và có thể enjoy cuộc sống